Mới chuẩn bị bước vào mùa hè, nhưng hàng chục nghìn hộ dân của thủ đô đã rơi vào cảnh mất nước kéo dài, khi chiều qua đường ống nước sông Đà lại thêm một lần nữa bị vỡ. Sự cố vỡ ống xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều qua tại đoạn km 22 914,5 trên đại lộ Thăng Long đoạn qua xã Ngọc Liệp, Quốc Oai. Vết vỡ ống đã tạo thành một hố sâu khoảng 4m, rộng 2m, dài 6m. Sự cố này đã khiến nhà máy phải tạm dừng cấp nước, gây ảnh hưởng đến khoảng 70.000 hộ dân ở các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai. Theo công ty cổ phần nước sạch Vinaconex, họ đã huy động 2 máy xúc, 4 xe tải, 2 máy ép tới hiện trường để khắc phục sự cố sớm. Sớm nhất thì phải đến sáng mai mùng 3 tháng 4 mới có thể cấp nước trở lại cho người dân. Lý giải nguyên nhân gây vỡ đường ống, công ty cổ phần nước sạch cho rằng cũng tương tự như những lần trước đây là do nền đất yếu. Đây là lần thứ 5 đường ống nước sạch sông Đà gặp sự cố. Trước đó, trong 2 năm 2012 và 2013, đường ống này đã bị vỡ tổng cộng 4 lần, khiến hàng chục nghìn hộ dân của Hà Nội bị ảnh hưởng.